Mình xin chào tất cả các anh em. Hiện tại buổi tối ngày hôm nay là buổi tối ngày 27 tháng 6 năm 2024. Thì mình đang có mặt tại lớp học chuẩn bị diễn ra vào ngày 29 tháng 6 năm 2024 anh em nhé. Vâng ạ, tại thủ đô Vương quốc Campuchia. Vâng, đoàn làm việc cùng mình đi làm việc cùng công ty DTD ô tô Việt Nam sang bên Vương quốc Campuchia để chuyển giao công nghệ xe máy thế hệ mới anh em nhé. Vâng, và buổi tối ngày hôm nay thì đoàn chúng mình gồm có thầy Dương Tuấn Dũng, thầy Trần Phú, anh Xuân Tiện và mình, nhà phân phối mô tô Kiên Táp tại Thanh Hóa và nhà phân phối mô tô Kiên Táp tại Campuchia đang đến thăm hội trường anh em nhé. Vâng, anh em thấy là hội trường hiện tại là rất là rộng anh em nhé. Và hội trường này thì có thể chứa lên tới 500 người ạ. Vâng, và nghe thông tin từ đại lý mô tô Kiên Táp tại Campuchia thì đã có hơn 300 học viên trên toàn quốc Campuchia đã đăng ký tham gia khóa học anh em nhé. Vâng, anh em thấy là một hội trường rất là rộng ạ. Mình có thể là di chuyển từ dưới lên trên sân khấu để anh em thấy được là cái hội trường rất là rộng và đẹp anh em nhé. Vâng, như vậy là hội trường này sẽ đến ngày 29 thì sẽ sức chứa lên tới 500 người và đã có hơn 300 học viên đăng ký tham gia khóa học chuyển giao công nghệ của công ty DTD ô tô Việt Nam. Thầy giáo sắc tỷ thạc sĩ Dương Tuấn Dũng sẽ và thầy Trần Phú và đội ngũ công ty DTD ô tô Việt Nam, nhà phân phối mô tô Kiên Táp tại Việt Nam Hoàng Ngọc Xuân tại Thanh Hóa anh em nhé, và sẽ làm việc vào ngày 29 là sẽ tham gia khóa học anh em nhé. Một trường đào tạo rất là chuyên nghiệp, đẳng cấp và được anh em thợ sửa chữa xe máy ở bên Campuchia quan tâm rất là nhiều vì họ đã theo dõi ở bên Việt Nam, theo dõi DTD ô tô Việt Nam trong vài năm qua và hôm nay thì họ có cơ hội được trực tiếp giao lưu với thầy Dương Tuấn Dũng và được thầy sẽ chuyển giao công nghệ trực tiếp nên họ rất là thích và họ đăng ký rất là đông anh em nhé. Vâng, đây là hậu trường, đây là cả phòng đào tạo đẳng cấp quốc tế anh em nhé. Vâng, anh em thấy là máy một chuẩn đoán lỗi mô tô Kiên Táp rất được anh em thợ quốc tế quan tâm đến, phải nói là một sản phẩm rất là tuyệt vời, đẳng cấp anh em nhé. Vâng, và không những trong anh em thợ ở tại Việt Nam mà anh em thợ trên toàn thế giới rất là đẳng cấp và anh em thấy được các cái khóa đào tạo bên Thái rồi bên Campuchia và nhiều quốc gia Đông Nam Á, thậm chí là bên châu Âu nữa anh em nhé. Máy chuẩn đoán lỗi mô tô Kiên Táp đã xuất khẩu đi hơn 30 quốc gia ở trên toàn thế giới anh em ạ, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á là nhiều nhất anh em nhé, và châu Âu thì cũng rất là nhiều như là Anh, Ấn Độ rồi là Đức, rất nhiều các nước khác nữa mà mình không thể nhớ được anh em nhé. Vâng, và hiện tại thì bây giờ thì thầy Dũng và thầy Phú thì sẽ đang làm việc với nhân viên khách sạn đang test mic, test loa, test hậu trường rồi test máy chiếu. Vâng, những em thợ nào bên Campuchia thì có thể là liên hệ với mình để mình đăng ký khóa học cho anh em nhé. Vâng. 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 Thầy Dũng đang vâng, và hiện tại bây giờ thì đoàn chúng tôi đang hướng dẫn
các anh em Campuchia và đang hướng dẫn là vị trí để xe thực hành, và sẽ yêu cầu là bên phía nhà phân phối Motocantab tại Campuchia sẽ đo khoảng cách và đường ống dẫn khói khi mà thực hành xe thì phải nổ máy, và khói của xe máy sẽ được thải ra qua ống nhựa và dẫn ra bên ngoài anh em nhé. Vâng, vì là số lượng học viên rất chỉ là đông, phòng rộng, và phải có khi thực hành xe thì chắc chắn là phải nổ máy lên ga để test, để kiểm tra các lỗi như là hụt ga, hao xăng, yếu máy, không thể nổ máy được, liên quan đến hệ thống khóa thông minh smart key, nên là tất cả đều phải nổ máy, nên là sẽ có ống nhựa để dẫn khói ra bên ngoài em nhé. Vâng, một hậu trường rất chi là rộng lớn, sức chứa lên tới 500 học viên ạ. Vâng, đặc biệt là ở bên Campuchia này thì cái nói cho anh em biết được là cái hệ thống mạng internet ở bên này nó hơi yếu anh em ạ, nên là đang phải sử dụng qua mạng 3G anh em nhé. Vâng, đây chính là cái mục để phát biểu ạ. Đây là mục phát biểu. Anh em thấy được là cái hậu trường rất chỉ là lớn, đẳng cấp quốc tế 5 sao anh em nhé. Vâng, hiện tại thì khách sạn này là hậu trường này là khách sạn 5 sao, chuẩn 5 sao quốc tế ạ. Vâng. Vâng, hiện tại thì trước màn hình của anh em đó là thầy Phú đang nói chuyện với lại đại lý Motocantab, nhà phân phối Motocantab tại Campuchia, thông qua một cái bạn phiên dịch viên anh em nhé. Vâng ạ. Nội dung thì là vẫn theo cái lịch trình là buổi sáng làm gì, buổi chiều làm gì, nhưng mà trước đó thì mình vẫn phải có giới thiệu, cũng như là phải có người lên giới thiệu là hiện tại thì đoàn chúng tôi sang bên này làm việc thì sẽ trao đổi hai ngôn ngữ, đó chính là tiếng Anh. Vâng ạ. Nếu ngoài tiếng Anh ra thì sẽ trao đổi bằng tiếng Việt Nam thông qua phiên dịch anh em nhé. Một phiên dịch đẳng cấp. Vâng. Hiện tại thì mình đang quay camera đằng trước để anh em thấy được toàn cảnh hậu phòng học được diễn ra vào ngày 29 tháng 6 tại Vương quốc Campuchia. Vâng, chỉ còn có 2 hôm nữa thôi thì nơi này với sức chứa là 500 anh em thợ sửa chữa xe máy Campuchia, thì hiện nay đã có phòng này thì tối đa chứa 500 người, nhưng đã có hơn 300 học viên tại Vương quốc Campuchia là đã đăng ký tham gia khóa học anh em nhé. Vâng, phải nói là rất chỉ là tuyệt vời, đẳng cấp quốc tế anh em ạ. Vâng, và video ngày hôm nay thì mình xin chào tất cả các anh em và sẽ tiếp tục mình trường thuật trực tiếp với khóa học hôm ngày 29 để cho anh em xem anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.